Dạ bẩm ngài, đây là... Bẩm lão mộ, như tôi đây là quốc trạng nguyên nhung bình phiên đại soái, ra biên quan phụng mạng triều đình, xuất quân dốc lòng trừ giặc ô hoa, đem lại cho cư dân một cuộc sống an hòa. Vừa đến biên thùy đụng nghe đại quân của giặc, trong đến chiến khu kịch chiến lỡ đất lòng trời, thử minh quy vũ ngang dọc tung hoạch, địch quân hốt hoảng đốt quả mồ giá gì, lại xua toàn quân cùng tướng hùng cốt độc, càng lên đè bẹp đến một trận kinh hồn. Bổn chức vũ lộng thần quái ngăn trận tận xế chiều, thì phơi đầy đồng máu chảy thành sông, trống dục tiến công giặc lùi ta đuổi, hoàng hôn chật vật cốt độc chạy dài. Quốc đảng qua lại đánh một trận sông ngay, lòng ai ca nước dây dùng tội nhi nắm gì, lẽ nào một quốc đảng lại buông tha cho tên cốt độc. Bổn chức thúc ngựa dục theo một bước không rời, đâm nhào xuống ngựa chặt phân lấy đầu. Ngẩng lên trời tối giữa rừng chẳng thấy lối ra, quầy quả bốn ba người quải ngựa mệt, giữa rừng lạc nước căng sao không mọc, trước mặt sau lưng toàn một màu đen tối, đành phải đợi chờ rạng sáng hôm sau. Bóng thấy xa xa nghĩa một ánh đèn, khi tỏ khi mờ khắp phương giữa rừng đêm, ngờ đâu giữa chúng sân cùng có một mái nhà và có cả tình dân. Dạ kính bẩm lão mẫu, chẳng nghe người trong bức họa này là chi của lão mẫu? Dạ đó là thằng rể của già này đó, nó chết cũng đã 3-4 năm nay rồi. Thôi để già đi đun nước mờ quan nhé. Dạ kính bẩm lão mẫu, nếu bẩm chứ không lầm thì người là ai? Sao Dung Quang lại giống ta như vậy? Ta với người có quen biết nhau không? Người đang dung cây còn cả rễ lẫn cành, đánh nơi đó mà thần quy lẫm lẫm. Giang điều này khi ta nhớ lại trận đánh bọn Lục Lâm. À phải rồi, đúng rồi, trận chiến Hạ Phong Lai, dẹp tan lũ cướp tại Sơn Đài. Nét đăng thánh quả cảm hào hùng, quả truyền thần sống động quay, dân làng người mà mấy lâu ta hằng thiết tha mong nhớ, một buổi chiều hành ngõ giữa điêu linh nguyệt nga chân, nhưng không phiên theo lệnh của triều đình, nguyệt nga để cho cành hoa gió cuốn, ta thật khổ phận bất tùng biệt lấy.